huy chương cho cái kỳ đại hội này, cũng như là lấy được huy chương cho đoàn thể thao ở kỳ đại hội này càng nhiều càng tốt thôi. Còn cái việc mà ấy thì em chưa có nghĩ tới ạ. Thì mình cứ bơi thôi ạ. Mình cứ bơi thôi ạ. Dạ. Hết sức rồi đúng không? Vậy từ với mỗi tấm huy chương có cái ý nghĩa nào, có những cái riêng em không? Thật sự là bây giờ em cứ nghĩ là cố gắng bơi để mà mình bảo vệ được cái nội dung của mình thôi, chứ em cũng không biết, là chưa có nghĩ tới nữa. Hôm nay anh thấy cái 200m đầu của em ấy, khi em về đích ấy, em không nhìn và em lại gục đầu vào cái tấm biển đích. Xong sau đấy thì em mới quay lại em nhìn. Thì là có thể giải thích cho anh vì sao lại như thế? Tại mệt quá. Mệt quá hả? Hôm nay dốc sức 100% sức hay 200% sức? Tại em không biết sao nữa, cứ kỳ đại hội này chắc nó không có được may mắn như thuận lợi cho em lắm. Vậy nếu như cái 4 kỳ đại hội em đã từng trải qua thì với em cái kỳ đại hội nào mà cảm thấy em sung sức nhất, em thăng hoa nhất? Thì đương nhiên là ở Singapore. Tại vì lúc đó em còn trẻ như chưa biết gì nên bơi và phấn đấu hết mình. Chưa biết gì ở đây là chưa biết gì? Là chưa biết đối thủ của mình là ai thì mình cứ làm á. Và báo chí cũng không biết nhiều đến em đúng không? Dạ, nên là cái sức ép của mình nó giảm hơn. Hôm qua thi đấu không thành công thì hôm nay bước vào ngày thi đấu này bị áp lực nhiều. Thì em nghĩ là mình không có bảo vệ được 8 huy chương vàng, nhưng mà thật sự là em được rất nhiều cô chú, anh chị, bạn bè, nói chung là tất cả những người xung quanh em ai cũng động viên em. Thì em nghĩ là thôi bây giờ cứ cố gắng làm được cái gì thì cứ làm hết sức mình ấy, nên em cảm thấy rất là thoải mái lắm. Nếu như gọi sức vận động viên là một cái máy mới, cái quả pin full 100% thì hiện tại cái thể lực của em đã bào mòn khoảng bao nhiêu theo như em tính? Em hết ngày hôm nay thì là hết pin, còn chắc tối nay xong rồi ngày mai thì là một ngày mới và tràn đầy năng lượng tiếp rồi. Hôm nay là sạc pin lại đầy phải không? Dạ. À, okay. Ngày mai em thi là gì không nhỉ? Dạ, 400 xả với 100 nữa. À ok, 400 xả với bao nhiêu? 100 nữa. À 100 nữa. 160 nữa còn lại thì em tự tin sẽ giành được bao nhiêu tấm huy chương vàng? Em không biết, cứ tại vì mình chưa thi đấu, mình chưa chạm vào cái đồng hồ điện tử, thành tích chưa hiện lên thì mình chưa biết là mình sẽ làm được cái gì và đấu trước được điều gì, thì mình cứ tập trung tối đa để mà mình làm thôi. Hết mình rồi đúng không? Dạ. Cái thành tích top 5 vận động viên xuất sắc trong game không phải vận động viên Việt Nam nào cũng giành được, mà em là một trong những của hiếm. Vậy thì em nghĩ về điều này, em gặp hãnh diện hay là như thế nào không? Thật sự là chắc em đợi xong SEA Games thì em mới chẳng nghĩ được đâu. Còn giờ em phải bơi. Thank you. Yeah, because there's another.